máy sử dụng motor công suất là 2 ngựa tương đương 1,5 kW ha. Đó, đây là motor 2 ngựa. Đây, máy sử dụng 4 tầng 3 ngựa ha. Mời các bạn quay lại kênh video của công ty cơ khí Hà Lan. Hôm nay Hải Triều sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu máy thiết kế chuyên dùng. Đó là máy làm nhang xi lanh bê tông 24 dùng điện 3 pha 380, motor công suất là 2 ngựa và điều đặc biệt là sử dụng biến tầng ha. Máy thiết kế chuyên dùng nên có những đặc điểm nổi bật như sau. Thứ nhất là máy sử dụng xi lanh bê tông lớn, xi lanh bê tông 24 chuyên dùng làm nhang từ 3 ly 8 đến 5 ly, chiều dài nhang từ 20 phân đến 40 phân. Đặc điểm thứ hai là máy sử dụng motor công suất là 2 ngựa và sử dụng với tầng 3 ngựa 3 pha 380 nên lực ép nhang rất là mạnh, mạnh hơn gấp đôi so với máy làm nhang thông thường là 1 ngựa ha. Đặc điểm thứ ba là vì lực ép lớn nên máy chuyên dùng cho làm các bột loại nặng như là bột cải chám này, bột rửa bài, bột than và bột tổng hợp. Thì dòng máy này rất phù hợp cho các bạn sử dụng nhang tổng hợp tại miền Bắc ha. Đặc điểm thứ tư là máy thiết kế chuyên dùng cho các vùng có điện áp yếu và khách hàng thích sử dụng điện 3 pha 380. Và đặc điểm thứ năm, máy có sử dụng biến tầng nên tua điện có những tính năng vượt trội và an toàn cho người dùng, như là có điều khiển được cái tốc độ nhanh chậm theo ý mình muốn, có chức năng báo quá tải, báo mất pha và bảo vệ motor và bảo vệ biến tầng khỏi bị cháy ha. Và đặc điểm cuối cùng là trên cái màn hình của biến tầng sẽ có hiển thị lỗi cho màn hình, giúp chúng ta dễ dàng sửa chữa khi gặp sự cố về phần điện ha. Sau đây Hải Triều sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kết nối cái dây nguồn của máy làm nhang 3 pha 380 này vào nguồn điện ha. Thì trên tay Hải Triều đang cầm sợi dây nguồn, thì chúng ta có tổng cộng là 4 sợi dây ha. Dây đầu tiên là dây màu đen, là dây nhỏ nhất, hay còn gọi là dây mát, hay còn gọi là dây nguội ha. Và 3 dây còn lại là dây màu xanh, dây màu đỏ và dây màu vàng. Thì 3 dây này sẽ được kết nối vào 3 dây pha trên cái nguồn điện ha. Thì khi các bạn kết nối thì các bạn chú ý cái chiều quay của cái máy làm nhang. Chúng ta kết nối vào, chúng ta bật máy lên, chúng ta chạy thử xem chiều quay nếu cùng chiều kim đồng hồ có nghĩa là máy chạy đúng, và nếu chúng ta kết nối bị máy chạy ngược chiều kim đồng hồ thì chúng ta phải tiến hành đổi hai sợi dây bất kỳ của dây lửa thôi nha. Chú ý là chỉ có dây lửa thôi, thì đó là dây màu xanh và dây màu đỏ ha. Chúng ta đổi vị trí cho nhau như thế này, hoặc là chúng ta đổi vị trí dây màu xanh và dây màu vàng, chúng ta chỉ đổi vị trí cho nhau, thì lúc đó chiều quay của máy làm nhang sẽ quay lại đúng chiều kim đồng hồ ha, như các bạn mong muốn. Thì và bây giờ chúng ta tiến hành kết nối vào nguồn điện cái máy làm nhang ha. Ở đây chúng ta có sẵn một automat 3 pha và một dây mát rời màu đen ha. Thì ở đây là cái nguồn điện từ nguồn điện 3 pha kéo xuống automat, và đây là dây điện của máy làm nhang. Thì chúng ta kết nối theo màu ha, cho dễ. Thì màu đỏ, chúng ta kết nối vào màu đỏ ha. Màu vàng, chúng ta sẽ kết nối với màu vàng. Màu xanh, chúng ta sẽ kết nối với màu xanh ha. Và cuối cùng là dây mát ha, kết nối với dây mát trên cái nguồn điện đưa xuống. Sau đó chúng ta bật nguồn điện lên
Sau khi kết nối xong, ta tiến hành mở máy lên và gạt cảm biến kiểm tra xem máy quay đúng chiều hay không. Như các bạn cũng thấy thì máy đang quay đúng chiều trên đồng hồ, như vậy là bột sẽ được phun ra. Kết nối xong, ta tiến hành đổ bột vào máy và tiến hành vận hành máy.